Cô cho con xin phép, cô tên là gì? Dạ, cô Trầm. Cô Trầm. Dạ, con xin phép chào cô. Dạ, lý do nào mà cô đến đây là cô biết cái nguồn nước này? À, tại cô coi ở trong TV á. Dạ, dạ. Cái đài Net Việt TV gì đó. Dạ, vâng. Thì vâng. Thấy mấy đứa con lên nói về nước Canh Gần này. Mà cô nghe nhiều lần rồi, nhưng mà cô chưa có nhìn thấy ở trên TV. Hôm nay thấy ở trên TV thì cô bảo chạy đến để coi. Dạ, vâng. Thử cái máy nó như thế nào, mà gắn vào như thế nào thì đúng là phải gắn vào điện. Như vậy là cái máy này nó làm cho điện giải nước để cho cái chất oxy riêng vâng. Mình người của mình cái pH là 7.365 thôi là cái chỗ này, cái người của mình là chỗ này đây. Nhưng mà khi mà cái nước mình uống vô nó 8.5 tới 9.5 là nó lên tới đây rồi. Khi mà người cô đang ở trạng thái như thế này mà cô uống vô nó sẽ kéo thằng này lên, nó trung hòa lên thì nó kéo cô tở cái giai đoạn này là alkali, là nước kiềm. Thì người mình ở trạng thái này là mình không có bị bệnh tật, không có trạng thái acid. Thì mình lúc nào mình có uống nước này thì người mình cũng nằm đâu đây nè, là mình không có, mình an tâm rồi. Không có bị trạng thái hay bị bệnh nữa, là mình cứ khỏe thôi. Đó. Bởi vậy là một cái nước này nó rất là tuyệt vời cô ạ. Thì đó, đúng rồi. Ba cứ khỏe cô, bỏ cô lên để cho mọi người thấy là cô rất là đông bạn. Mắt thấy tai nghe. Rồi mình phải cần đến cho sức khỏe của mình. Cần lắm cho sức khỏe của mình. Tại sao cái nhà mà mình remodeling gần 20.000 remodeling cái nhà. Mà trong khi cái này 5.000 để lo về sức khỏe của mình. Nhưng mà remodeling cái trong nhà mình mà tại sao mình lại đúng. Cô nghĩ vậy. Cảm ơn cô. Tại vì cô nói chuyện là con rất thấy là cô biết về cái nước với sức khỏe, tại vì nhiều khách á nói ô tốn tiền kia mà họ không có nghĩ đến điều mà cô nói ra đó. Đúng rồi. Thì hy vọng mai sau này cô nói dùng, cô biết là nó có kết quả cho cô thì cô cũng giới thiệu bạn bè để mà cho họ biết là mình cũng quan tâm đến họ. Đúng rồi. Mình có cái gì mà mình thấy tốt là mình phải nói cho bạn bè biết để cho người ta cũng biết giống như mình, để cho người ta lo cái sức khỏe cho người ta. Tại vì bây giờ cái tuổi này là cái tuổi mà phải lo đến sức khỏe của mình rồi. Khỏe là trên hết. Sức khỏe trên hết quá. Bây giờ cái tuổi của mình là cái tuổi cần, nhưng mà cũng phải lo cho các cháu, các con ở nhà nó cũng được sạch sẽ, được mình cho cái đấy. Nếu mấy đứa nhỏ của cháu nó hồi xưa nó đâu có biết đâu, bây giờ nó biết rồi, cháu cho nó từ bây giờ uống từ bây giờ thì mai mốt nó lớn lên nó sẽ không có bệnh tật nữa. Đúng rồi. Mình bây giờ mình cho tụi nó ngay từ bây giờ. Cô cũng nghĩ như vậy. Mình uống nước này vô hay là mình ăn cái nước này vô cái gì thì cái nước này nó không ra, thì cái nước này nó sôi như sữa. Dầu nó đi đâu? Cái dầu nó đi vào trong nước này, nó đi ra ngoài hết rồi. Nó là nước mà bỏ vô đó. Nó mình không uống được tại cái pH nó cao. Mình uống pH nó 9.5 thôi. Nhất là gạo, chỉ biết gạo không? Nhưng mà ngâm gạo nó ra màu vàng luôn. Tức là trong gạo nó có thuốc chống mốc, thuốc trừ sâu. Mà nó đã cho cả năm trời nó mất đâu. Khi mà chị dùng cái nước là chị ngâm, xong rồi chị dùng cái nước thì nấu cơm. Cơm rất là ngon, hột không nó rời ra mà nó dẻo. Mà cái nồi nó sạch, nó không bám một cái gì màu trắng gì cái vùng ấy. Còn như là nó sạch trơn luôn. Trái cây ta sợ mà vì sau bỏ ra nó xịt thuốc rồi, nó trừ khử rồi. Mình không có rửa được, cách nào mình rửa được hết. Với cái nước này chị rửa ra nó ra được. Bởi khi mà chị có cái nào dơ này không? Chị chụp tiền đấy là được rồi, cái được không chị? Cũng ổn rồi. Giờ là tiền rồi, giờ là tiền rồi. 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 Giờ là tiền
And maintaining optimal health. This is a 45-year-old female. Her intestine is very soft, easily inflated by air, well-rounded without any residual stool or mucus abnormality. She has been on Dr. Shinya's diet for over 5 years. 75-year-old female. Some fecal mucus is noted in this picture, which implies she needs to drink more Kangen water daily. This is a 38-year-old Japanese woman who has been suffering from chronic constipation for many years. Her diet consists heavily of a Western-type menu, including white bread, yogurt, cheese, fruits, and cake once a day. She consumes 3 to 4 cups of coffee and tea a day. There was insufficient daily intake of water. She has been on various kinds of laxative every day, including Seneca, Alloy, and other herbal medications for years. There are marked pigmentation and spasm. This is the same Japanese woman. She was instructed to drink Kangen water 3 quarts per day. Her condition has markedly improved. 45-year-old female with breast cancer. 6 months prior to this exam, she had a lumpectomy and radiation treatment. There are marked fecal retention in this picture. The same patient following Dr. Shinya's diet started to drink 3 quarts of Kangen water a day. Her condition markedly improved. This patient has been suffering from prostatic CA, high blood pressure, and high cholesterol. His diet consists of high protein, red meat, and dairy products every day. His colon shows narrowing and some diverticular disease and fecal retention in each segment of the colon. Same patient after prostate cancer surgery. He was placed on Dr. Shinya's healthy diet program. Although the colon revealed marked diverticular disease, his colonic appearance has improved. There is no evidence of stool retention or narrowing of the colon. This 65-year-old female with chronic constipation had breast cancer surgery and was referred for colonoscopy. Examination showed marked stool retention in many areas of the colon despite 2 days of preparation.
The same patient was treated with a typical Dr. Shinya's diet and 1 quart of kangen water 1 hour before each meal. Examination was repeated in 3 months. There was marked improvement in the colon. This patient had been a heavy wine drinker with a heavy animal protein diet, including cheese. After 3 months treatment, the patient was treated with Dr. Shinya's diet without any alcohol, dairy, and animal protein. He was given 1 quart of kangen water and his condition improved. Cha yêu ơi, mình còn trong mưa. Giờ này ngồi đây, lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây, ngày xưa quá êm đềm. Ngọn ngào trong tim, năm tháng khó quên. Đến phút cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu